Ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng Vũ Linh gây choáng với diện mạo hiện tại sau 3 năm điều trị bạo bệnh. Vũ Linh được mệnh danh là ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng, thập niên 1990, Vũ Linh kết hợp với Tài Linh trở thành đôi nghệ sĩ Thanh Mai Trúc Mã được đông đảo khán giả ngưỡng mộ vì lời ca lẫn diễn xuất hòa quyện. Họ cùng nhau ghi dấu trong các vở Sự Án Bàn Quý Phi, Tống Nhân Tôn và Bàn Quý Phi, Trảm Trịnh Ân, Triệu Khuôn Dẫn và Hàng Tố Mai, Thần Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ, Tiết Ứng Luân và Thần Nữ, Thái Tử Đan Già Gái, Thái Tử Đan và Vũ Tuyết Nương. Tên tuổi của ông nổi tiếng cả trong nước lẫn hải ngoại, tạo nên hào quang rực rỡ một thời cho sân khấu cải lương miền Nam. Suốt 3 năm qua, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gần như vắng bóng vì điều trị bạo bệnh. Ngoài bệnh đường ruột, nhiều năm trước, Vũ Linh còn mắc vấn đề về cột sống, không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn vũ đạo. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, khán giả vui mừng khi chứng kiến ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng quay trở lại với sân khấu. Dù chỉ hát những trích đoạn ngắn hoặc tham gia với vai diễn nhỏ, nhưng phong độ của ông vẫn không ai thay thế nổi. Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khi đi diễn xa cùng các bậc hậu bối. Khác với hình ảnh gầy gò trước đây, ông phát tướng hơn, da mặt hồng hào căng bóng, tinh thần cực sảng khoái. Chàng kép đình đám của sân khấu cải lương điềm tĩnh trò chuyện cùng mọi người, trông rất giản dị. Ở hàng U64 và vượt qua bạo bệnh, Vũ Linh vẫn đi hát cho đỡ nhớ nghề, đỡ nhớ khán giả của mình.